Bình bình yếu rồi. Nam và sạc sạc cho anh mấy cái bình đấy. Anh em đường khảo sát trên tất cả những cái dòng xe tại trung tâm. Đây khi buổi sáng đã học lý thuyết về những bài, đây là bài số 6 của các linh kiện cảm biến. Và anh em sẽ làm chủ trên gì? Trên đầu tiên đó là chúng ta cần làm chủ trên đồng hồ, kỹ thuật số và sẽ kết hợp với thiết bị chẩn đoán Motoken. Rồi xin chào Quang, anh Quang nhá. Cái điều quan trọng nhất là trong vòng 10 ngày các bạn phải có gì? Phải có học và chúng ta phải thực hành ngay trên những cái xe và chính trên những cái thiết bị thì anh em mới biết được sâu hơn. Chứ còn nếu mà trong vòng 10 ngày mà các bạn không có được mà trải nghiệm trên xe cũng rất là khó khăn. Sao em? Cái máy bựa. Máy bựa đó. Đúng rồi. Rồi xin chào em Hiệp nhá. Mở thêm tiệm nữa cho em. Rồi gạt cái công tắc nó lên, tiền đó đó, đúng rồi, cái công tắc đó đó, xoay lên, rồi đấy, rồi chào em, bà kêu bữa nào, mở tiệm xong cho em. Ở đây thì xe đợt này thì trung tâm đã thêm mất mấy cái xe. Rồi. Chào Mẫn nha. Rồi xin chào Minh Chiến Nguyễn. Vậy hả em? Nói chung là thôi, cái mở tiệm thì nó cũng đầu tiên nó cũng thêm một cái trung tâm nữa, cũng phải làm sao nó phải một cách chuyên nghiệp thì em mở ra nó mới ok được em ạ. Rồi xin chào em Mẫn. Đây là một cái thành viên nhỏ nhất trong trung tâm, mới có gọi là thế hệ 2X, nhưng mà 2X này thì lại có 16 tuổi thôi, nhưng mà có vẻ là chuẩn bị đưa em lên lớp trưởng, có nghĩa là em học cũng rất là tốt. Rồi chào Nguyễn Hướng nha. Rồi xin chào em. Đấy, rất là nhỏ nhưng mà đến bây giờ là kiểm tra từng trên chi tiết trên đồng hồ, trên thiết bị. Sao gỡ cho cô đi ra làm gì? Cái gì? Không, con để vậy là hư bù đi. Hư IC đấy, con rút cái này ra thì mới được. Rồi. Không, cái này là cần kiểm tra bình ắc quy đúng không? Kiểm tra bình ắc quy nó có một cái cáp riêng, chứ không phải là kiểm tra nó được. Khi nào nó sẽ có cái cáp cala riêng thì con mới kiểm tra được. Bây giờ con chủ yếu là con đo kiểm các linh kiện cảm biến đi. Rồi xin chào Nguyễn Dương nhá. Xin chào em Bình Nguyễn. Xin chào tất cả các anh em. Ở đây thì đợt này thì trung tâm đã thêm rất là nhiều xe để làm gì? Đáp ứng cái vấn đề nhiều xe không phải là vấn đề trung tâm để cho khoe tất cả anh em, mà ở đây là nhiều xe có nghĩa để cho anh em trải nghiệm trong quá trình đào tạo với một cách chuyên nghiệp nhất. Có nghĩa là chúng ta đào tạo với mức độ thời gian có 10 ngày thôi, chứ không phải là giống như chúng ta học trong vòng là 2 tháng, 3 tháng. Thì chúng ta cần phải học hiểu về tất cả nguyên lý khác nhau hoàn toàn. Rồi xin chào chú Phùng nhá. Đây thành viên nhỏ mà bây giờ đã sử dụng những thiết bị chuẩn đoán Motoken cũng là bậc siêu đẳng.
À đây là em đương kiểm tra về cái gì? Về tất cả những tín hiệu cảm biến đầu vào. Máy thì rất cũ nha anh em, nhưng mà thiết bị chuẩn đoán Motoken này đã là bền bỉ theo thời gian và đã có rất là nhiều năm gọi là gắn bó với anh em thợ, và từ những cái ý kiến, từ những cái đánh giá thiết thực của các anh em và đến bây giờ là hiện diện sắp tới đây thì các bạn sẽ trải nghiệm những thiết bị chuẩn đoán Motoken 7 chỉ trong vòng còn 5 ngày nữa là có mặt trên thị trường và có thể đi đến tất cả với anh em trên cả nước. Đúng rồi em ạ, lớp học rất là đông vui. Đúng rồi em, cũng có, đây có những nhiều anh em ở ngoài, tận ở ngoài gì? Nam Định cũng có, Bắc Linh cũng có, cũng nhiều anh em các vùng miền. Nhưng mà xa nhất là chú ở đâu nhỉ? Anh Thiều Triều ở đâu nhỉ? Anh Triều, à Lai Châu, xa nhất là anh ở Lai Châu. Rồi, xin cảm ơn Tú Hoàng nhá. Xin chào tất cả anh em. Và đây là chúng tôi cần phải gì để cho anh em vừa đo kiểm trên đồng hồ kỹ thuật số và chúng ta có thể là gì vừa kiểm tra trên các linh kiện trên đồng hồ và qua thiết bị chuẩn đoán Motoken luôn. Rồi, xin chào Tuấn Hoàng nhá, xin chào Phạm Hiếu. Khi anh em nào cần đăng ký thì sắp sửa khóa đêm là nó thuận tiện cho anh em ở tại thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là sắp tới thì chúng tôi sẽ chuẩn bị cái khóa ngày tiếp theo. Những anh em nào cần đăng ký thì cứ gửi cho bên chỗ mình hoặc là anh Tân địa chỉ và chúng tôi sẽ gửi cái như là tài liệu. Thì trên đây chúng tôi đã có những cái tài liệu, một là trắng đen, hai nữa là màu, để gửi đến anh em. Đây chắc là trắng đen quá. Đây là tài liệu màu như này nha anh em. Thì tài liệu trong quá trình đào tạo thì để cho anh em hiểu rõ hơn, cái tài liệu này thì là tài liệu để chúng ta đào tạo một cách từ cơ bản cho đến chuyên sâu. Đúng rồi Đỗ Long Hưng, Lai Châu Tây Bắc, đúng rồi, chú Triều Trần ở Tây Bắc đấy, đúng rồi. Nghe nói vừa rồi chú nói giới thiệu là ngoài đấy là nhiều, có những món rừng siêu đẳng lắm. Đây là cái tài liệu tại trung tâm. Thì trên đây là những tài liệu màu để những anh em có thể 450 có thể nhìn một cách dễ dàng hơn, kể cả cách hướng dẫn sử dụng trên những cái đồng hồ cơ này và đồng hồ kỹ thuật số đây. Thì khi anh em đăng ký và chúng tôi sẽ gửi những cái tài liệu về cho tất cả các anh em. Thì vừa rồi cũng có mất sót mất mấy anh em là có đăng ký rồi mà trung tâm chưa gửi kịp, thì có thể là anh em nhắn tin lại giúp cho mình và ngày mai mình sẽ có nhân viên để gửi về tài liệu cho tất cả các anh em. Trước khi anh em đi học thì anh em lựa những cái ngày và cái thời gian địa điểm để làm sao thuận tiện tất cả cho các anh em, và chúng tôi sẽ gửi cái tài liệu về đến tận nhà các anh em để anh em có thể tham khảo trước khi để chúng ta đi đến trung tâm một cái cách mà có thời gian và điều kiện tốt nhất có thể. Thì trước khi thì đến trung tâm thì chúng tôi sẽ có các anh em không cần phải mang một cái gì, chỉ chờ đến trung tâm nó sẽ tài liệu sẽ hoàn toàn miễn phí và đồng phục áo và thêm chứng chỉ. Thì anh em chỉ cần đến với trung tâm thì trung tâm sẽ có chụp hình ảnh tại trung tâm luôn. Thì tại vì hôm nay chưa đến cái bài van ISV nên là chúng tôi cũng chưa cho van ISC của Yamaha, nên tôi cũng chưa có mang cái xe Loza vào. Thì ở đây sẽ có thuận tiện vì hiện nay cũng khá nhiều anh em sử dụng cái như là cái dòng xe Loza, sử dụng là mình đặt cái vị trí cái van ISC. Có cái điều là trên cái van thì người ta gọi là lập trình giống như bố hôm rồi em kia đã nói, nhưng mà cái dòng xe Honda thì chúng ta đặt tất cả trong mọi vị trí thì van lập trình sẽ gì, van ISV đó sẽ tự lập trình, con ECM sẽ tự lập trình đi vào đúng bước thì sẽ có garanti cầm chừng rất là tốt. Nhưng với dòng xe Loza và dòng kể cả Lovo là Lovo SX hoặc là LVX chẳng hạn thì cũng có điều nó hơi khó đôi chút thôi.
Ở đây tính là đưa cho em nó nhỏ nhất đây là, gọi là lớn năm nhất để lên làm lớp trưởng. Đừng bị treo phải không anh? Không có ấy luôn. Lấy cái TP này là TP. Không có điện áp anh. Dạ. Xe này đừng bị hả? Chết mẹ nó từ bơm rồi chưa có gắn luôn à? Rồi rồi. Rồi xin chào cậu Út nhá. Rồi chắc thầy Tân chắc sẽ có ngày xuống lúc nào mà học buổi dạy ban đêm thì ban ngày chắc thầy Tân xuống phụ em luôn. Thầy Tân là gần chỗ em đúng không chú Hiệp? À, em Hiệp. Trung tâm thì bây giờ hot nhất là chỉ có cái em mà 16 tuổi thôi. Có nghĩa là hot nhất trong cái thời điểm mà trung tâm đào tạo. Nhưng mà chúng tôi cũng rất là ngỡ ngàng, nhiều anh em ngỡ ngàng là rằng gì khi em nó nhỏ như vậy thì có khả năng để học được hay không, hoặc có khả năng có thể sát sao với công việc hay không trong việc học. Thì không ngờ là em cũng là rất là sát sao vào công việc. Đó là cái trong quá trình đào tạo tại trung tâm. Chúng tôi cũng đương đề cập là không biết chiều nay có thể là những anh lớn đây có thể là bầu em nhỏ nhất nên là một lớp trưởng. Lớp trưởng là lớn nhỏ lớn nhất kìa. Đúng rồi em Nguyễn Hướng ạ, không phải là một vấn đề mà một với tất cả những em nhỏ về sau này có 15, 17, 20 tuổi chẳng hạn, họ vẫn còn có thể là ham chơi. Nhưng mà với con của chú ngoài kia mới có 16 tuổi thôi nhưng mà đã vào trong quá trình đào tạo thì rất là tử tế và rất là nghe những cái bài giảng của thầy Trần Tân. Và khi đi đến với cái công việc để chúng ta là gì, đi cọ sát thực tế, đó là đi đo kiểm trên những cái dòng xe, thì em đã hết sức là sát sao vào công việc. Và bây giờ sử dụng, các bạn thấy không, đây sử dụng những thiết bị là quá siêu đẳng rồi, thao tác một cách rất là này, chuẩn xác. Em là đương kiểm tra xem gọi là tín hiệu TB. Du TB không báo lỗi. Vì con phải bấm khởi động thì nó mới xuất lỗi chứ con. Con bấm khởi động mấy lần rồi nó vẫn không báo cả. Nhưng mà nó lổ lên được chưa? Chưa. Đấy, con bấm đi, con bấm đi. Đây, con lấy đi. Rồi. Giờ con rút ra này nha, con bật lên này. Đây. Mong con bấm này khởi động đi. Rồi, con ghim vô. Nếu ghim rồi thì nó lại mất, nhưng mà bây giờ nó có lỗi quá khứ đó. Con bật ra cho con kiểm tra cái lỗi quá khứ đi. Đây là chiếc lít nha anh em. Tại trong sao mà chúng tôi vẫn phải đầu tư chiếc lít SCR. Đây là chiếc dòng xe SCR thì nó rất là khó trong quá trình chúng ta đường sửa chữa hiện nay. Có nghĩa là nó sẽ có hai con rơ lây bên trái và hai con rơ lây bên phải. Đây các bạn ạ. Thì và dòng xe này chúng tôi cũng phải có, đây là dòng RSX. Quay RSX. Đây là dòng Applet 2008-2010 có trang bị là đây là hệ thống bộ ba cảm biến, và chúng tôi cũng có thêm một cái bộ khóa thông minh SIM key để có thể lúc anh em có thể trải nghiệm và tự anh em về có thể thay thế một bộ khóa thông minh SIM key trên những dòng xe để chúng ta thích hợp. Và đây là những dòng xe Lovix. Thì trên dòng xe Lovix này thì chúng tôi đã có những dòng xe mới nhất hiện nay, đó là có trang bị hệ thống SIM key
và hệ thống ABS chống bó cứng. Đúng rồi. Nhưng anh em nào đã được trong qua đào tạo tại trung tâm thì anh em đã biết rồi. Anh em nào cũng làm chủ trên những dòng xe SCR. Thì tại sao mà có dòng xe SCR và LEED đời 2010? Vì sao? Vì ở trên những dòng xe như là SHI hiện nay đã có trang bị những con relay đằng sau cái yên ấy. Thứ nhất là có một cái như đời 2008 thì có hai con relay, một con cảm biến góc và một con bơm nhiên liệu. Nhưng mà đến về sau này thì những cái con mà cái cảm biến những dòng xe SHI đó, cái đời 2010 thì nó sẽ giảm đi một con bơm nhiên liệu. Thì anh em cũng có làm chủ được những cái gì, những cái xe đường vào hiện tượng không khởi động được hoặc là mất đèn pin, đèn xuất lỗi bên trên thì anh em sẽ tự sửa chữa một cách đơn giản. Và đây là dòng xe logo SX. Thì cái dòng xe này thì hiện nay thì khá nhiều anh em đường hư hỏng và cái cách khắc phục hiện nay và sửa chữa thì cũng rất là khó khăn đối với tất cả các anh em. Thì trên đây chúng tôi thì những dòng Yamaha thì có điều đặc biệt là khi có những dòng xe, có những cái xe nó lỗi, có thể là xuất lỗi như R1, R2, có những dòng xe thì có thể nổ máy, có những dòng xe thì không thể nổ máy được. Thì và có những dòng xe thì sẽ xuất lỗi, số lỗi bao nhiêu lên trên thì chúng tôi cũng phải có, tại vì hiện nay anh em đang gặp phải rất nhiều. Và tiếp theo đây là những dòng cái xe như là Appalachian 2013. Vì dòng xe này thì đương tình trạng là hụt ga, yếu máy, mà hiện nay thì anh em cũng và có trang bị thêm khởi động ACG. Thì những cái trường hợp này thì chúng tôi cũng phải có những dòng xe Appalachian 2013. Thì có trang bị thêm đó là gì? Cái lỗi như là thường thường anh em hiện nay đương sửa chữa đó là cái lỗi idling top, có nghĩa là trong vòng 3 giây sẽ phải tắt máy thì hiện tượng xe sẽ ra sao. Và chúng tôi cũng làm ra những cái tình trạng như lỗi idling top, có nghĩa là trong 3 giây sẽ không tắt máy và anh em sẽ sửa những cái lỗi đó và lỗi đó nó nằm ra sao, cách sửa chữa và những cái gì liên quan đến hệ thống như là idling top thì lúc đấy chúng tôi sẽ cùng hướng dẫn tất cả các anh em. Và đặc biệt ở trung tâm tôi cũng không thể nào thiếu đó là dòng xe Piaggio. Vì hiện nay thì có những anh em vào mà khách hàng mang xe vào dòng xe Piaggio, các bạn hỏi anh ơi cầm tiền đi, anh ơi hãy lấy tiền giúp giùm em, thì các anh em lại sợ. Thì có nghĩa là gì? Các anh em không trải qua trên quá trình để sửa chữa những dòng xe Piaggio. Vì Piaggio thì rất là dễ, cực kỳ là dễ thôi. Nhưng mà qua đến cái dòng xe mà Piaggio có loại nhập khẩu, một loại trang bị như là khóa thông minh và khởi động như là ACG thì cũng đôi chút. Và hôm nay tôi cũng đương gặp một trở ngại, đó là hỗ trợ cho một anh em kia, một trong hết mà cái dòng xe chỉ bị gì, anh em chỉ gắn nhầm cái cặp, khách hàng ấy tự sạc bình ở nhà đó, nhưng mà họ gắn nhầm cặp, có nghĩa là âm qua dương, dương qua âm, thì nó đương hiện tượng là cháy mất cái cầu trì 40A, 30A. Và chúng tôi hôm nay, trong chiều nay thì trên đây chúng tôi sẽ hướng dẫn với em sau, có nghĩa là cái tín hiệu khởi động của cái dòng xe Vespa, và tôi đã coi được trên sơ đồ thì trên đấy nó sẽ không có cái con relay như là khởi động lạp nhé, lạp và khởi động như những dòng xe có trang bị hệ thống khởi động ACG như những dòng xe như Honda và Yamaha. Và đây là dòng xe SH Mod. Thì hiện nay thì sao? Vì chúng tôi cũng phải có những cái dòng xe này để trang bị cho tất cả trong quá trình đào tạo cho tất cả những anh em học viên, để khi chúng ta đã làm học hiểu và chúng ta sẽ xuống trực tiếp ngay dưới xe để chúng ta có thể gì, chúng ta có thể trải nghiệm trên những cái dòng xe này. Vì dòng xe này đã hiện đại lên rất là nhiều, có nghĩa là kỹ sư họ đã chế ra gì, đã nghiên cứu ra những cái khóa thông minh smart key để gì, để bảo vệ tài sản cho khách hàng. Thì hiện nay thì trên đây thì những dòng xe như là SH thì cũng đã là khá dễ dàng cho tất cả các anh em. Nhưng khi chúng ta chưa làm được hoàn thiện về cái hệ thống không gian điện tử thì đã ra một cái hệ khóa thông minh smart key đã là khó với anh em. Nhưng hiện nay thì khi những kỹ sư đã nghĩ ra được vấn đề chống mất tài sản cho khách hàng, và họ đã phải nghĩ ra một điều, đó là gì? Đó là ABS. Để gì?
cái ABS để làm việc, để bảo vệ tính mạng cho khách hàng. Đó là ra hệ thống chống bó cứng phanh, đó là ABS. Vâng, xin cảm ơn em. Sắp tới thì cái máy là có tầm độ chắc còn độ 5 bữa nữa em ạ. Vì hôm qua đã đi tìm ô tô đã có những người đã kêu là cỡ cố gắng hết sức. Tại vì sao? Vì không phải muốn trễ cái những thiết bị đến cho anh em, mà lý do là muốn hoàn thiện và làm khủng khiếp hơn, có nghĩa là hoàn thiện hơn và có những cái công nghệ đó đạt đến tất cả các anh em. Thì đâm ra là cái thiết bị đó sẽ trong vòng cỡ tầm độ 5 đến 6 ngày nữa sẽ có mặt trên thị trường. Và đây trên đây cũng không thể thiếu những dòng xe gì, dòng xe SOM. Vì những dòng xe này sẽ có thì để cho anh em trong quá trình đào tạo sẽ được kiểm tra những hệ thống lạp và những cái lỗi liên quan đến những cái đèn báo mờ trên những cái táp lô đồng hồ của những dòng xe SOM. Đó là những cái dòng xe không thể thiếu trong quá trình đào tạo. Và đặc biệt thêm là trên những mô hình sơ đồ, mô hình của những cắt trôn, có những chúng ta có thể là gì sao? Vì chúng tôi vẫn phải có những trang bị đầy đủ những trang thiết bị này làm gì. Thứ nhất, vì anh em học có 10 ngày thì không thể nào anh em thiếu đi một cái gì, những cái sơ đồ hoặc trên xe. Và thực tế nữa là chúng tôi khi anh em học đến đâu là chúng tôi sẽ cho đo kiểm về trên cái mô hình này này, mô hình của những hệ thống xe này là của SH. Thì sẽ trên đây là các bạn sẽ đo từng gì, từng những cái nguồn. Các anh em đo từng cái chân cảm biến. Ở trên này chúng tôi đã có là tất cả chân cảm biến này các anh em sẽ đo đầy đủ trên này. Để gì? Để khi anh em, đầu tiên là anh em tham khảo và anh em có thể đo kiểm trên này. Trên đây là có những cái một loạt những cái công tắc để chúng ta sẽ làm ban, để giống như chúng ta cái xe của khách hàng dẫn vào không có tín hiệu khởi động thì chúng ta sẽ đo kiểm trên này, đo kiểm những cảm biến, đo kiểm những cây van ISC, IACV, đo kiểm những bộ ba cảm biến của những dòng xe SH, đo kiểm bả cảm biến ECT, đo kiểm những cái cảm biến là VS, rồi chống nghiêng, cảm biến oxy vân vân. Thì ở trên đây là khi chúng ta đã hiểu được ở trên cái mô hình và cái số đo nó cũng y như trên xe mà thôi. Khi anh em đã hiểu rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu xuống xe. Đấy là một cái lý do chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và không thể nào ngừng để đầu tư về tất cả những trang thiết bị hiện nay. Và đây là những dòng xe lô ra chúng tôi cũng phải có. Và tiếp theo đây là dòng Future. Người ta gọi là Future này là ngày xưa gọi là cái lúc đầu tiên họ hãng Honda đưa ra là hầm hố nhất. Có lẽ nghĩa là lúc đấy là đầu tiên ra của Honda đó là phun xăng điện tử, người ta mới gọi là PZF2. Thì cái hệ thống xe này gọi là huyền thoại, có nghĩa nó có trang bị là cảm biến góc nghiêng, nó có tất cả những phun xăng, nó có bộ ba cảm biến, nhưng nó lại không có van IACV và cũng đồng thời cũng không có cảm biến cuối nguồn đó là oxy. Đây là dòng Future. Basic. Đây là những dòng lít. Vậy là cái xe này bố hôm qua chưa gắn cái ban của cái điện bình ắc quy đúng không? Gắn rồi. Nhưng mà hôm nay nó lên bao nhiêu vôn? Nhưng mà đường anh em đừng nói gì. Đang nói đến cái map. MAP á hả? Dạ. Rồi. Map. Exhaust, cổ hút động cơ rồi đề máy. Rồi, xin chào anh Vũ Giang nhá. Xin chào Dũng Phạm, xin chào anh Giàu Tây Ga. Sắp chuẩn bị bữa nào anh lên đó thì anh nhớ mang máy nhá. Thì cỡ tầm độ 5-6 ngày nữa là thiết bị chuẩn đoán Motoken sẽ được cập nhật hoàn toàn miễn phí từ 6.2, 6.3 thì sẽ lên 7 chấm. Sẽ hoàn toàn miễn phí. Còn anh em nào mà từ 6 chấm mà lên 7 chấm thì sẽ mất 800.000. Còn anh em nào đừng sử dụng thiết bị chuẩn đoán Motoken như là 5 chấm thì chúng ta sẽ mới cái mức phí là 2.800.000 đồng thì lên thẳng một cái là Motoken 7. Cái quan trọng nhất là các bạn phải
giữ gìn cái vấn đề cái thiết bị của chúng ta. Có nghĩa là sắp tới đây thì Motoken 7 sẽ đáp ứng tất cả cái nhu cầu của những anh em trong quá trình để chúng ta làm những hệ thống phút sang tờ, hoặc là chúng ta làm hệ thống sim key và chúng ta kiểm tra những cái cảm biến VS. Thì trên đấy thì Motoken sẽ có gì kiểm tra độc lập VS trước và sau, kiểm tra từng tất cả những tín hiệu như là cơ cấu chấp hành giả lập bên trên, hoàn toàn độc lập trên thiết bị chuẩn đoán Motoken. Và điều đặc biệt đó là làm sim key, có nghĩa là đồng bộ SCU và ECM, có nghĩa là không cần một cái gọi là cái remote, gọi là FOB đó, gọi là cái điều khiển remote đó anh em ạ. Có nghĩa là không cần phải dùng đến cái điều khiển đó, có thể chúng ta cũng đồng bộ với thời gian 1 giây. Có nghĩa khi chúng ta cần gì, chúng ta nhập cái mã SMID để gì, để chúng ta đồng bộ giữa SCU và ECM, thì chúng ta chỉ cần bấm vào, nhập vào mã và chúng ta chỉ việc bấm Enter là nó đã đồng bộ được rồi. Và về sau này thì cái thiết bị chuẩn đoán 7 nó sẽ có gì, copy gì dữ liệu, copy từ cái SCU riêng bị lỗi và qua một cái SCU chúng ta cần thay thế. Đó là cái đặc biệt của những thiết bị chuẩn đoán 7 sắp tới đây để đáp ứng nhu cầu của tất cả anh em. Thì cái sự hoàn thiện thì không thể nào mà trở thành là sơ sai, và DTD Auto công ty đã phải phấn đấu làm việc ngày đêm để ra một cái sản phẩm là tối ưu nhất. Trước kia đã là cực kỳ đặc biệt thì đến hôm nay lại cần đặc biệt mà so với cái gì, so với những cái gọi là thiết bị Motoken 7 giống như là một khủng long, đó là vậy anh em ạ. Rồi, xin chào Dương Võ nha. Xin chào Út Học Nghề em. Xin chào toàn thể anh em. Anh em nào có cần thì cứ nhắn tin giúp mình trên đấy, và có thể là gọi trực tiếp cho mình và hoặc là anh Tân. Thì số điện thoại của mình là 0931330205, còn số của anh Trần Tân là 0933883466. Thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn đó là một cái tài liệu về đến tận nơi để anh em tham khảo trong một cái quá trình đào tạo, để anh em có thể tự đặt lịch. Vì chúng tôi đã công bố về cái thời gian học, học ban ngày và học ban đêm để thuận tiện cho tất cả các anh em để sắp xếp thời gian, sắp xếp được gì, cái công việc và sắp xếp được thợ thuyền để mình làm cho đúng quy trình. À đúng rồi em ạ, cỡ còn độ 5 ngày nữa là chính thức của Motoken 7 chấm sẽ ra ngoài thị trường và phục vụ tất cả anh em thợ trên cả nước. Thì nay mình cũng đương còn nợ các anh em cả đến 10 cái máy Motoken 7 anh em đã đặt trước, mà bây giờ cũng phải ráng đợi trong vòng cỡ 5 ngày nữa. Cái quan trọng nhất là anh em phải hiểu rằng là gì, cái thiết bị khi ra đến thị trường, khi đến các anh em sử dụng thì đừng có lỗi lầm. Nếu mà lỗi thì rất là khó cho các anh em, có nghĩa là các anh em sẽ mất tiền, mất tật mang. Có nghĩa ở đây là gì, có nghĩa là khi cái thiết bị nó bị lỗi một cái là anh em có thể không thể nào mà giải quyết được cái công việc đó. Đó mới gọi một cái lỗi lớn nhất hiện nay. Rồi, xin cảm ơn em. Đây thì mình cũng chỉ là quay một cái cách thực tế nhất để đến anh em có một cái rõ ràng nhất. Trong quy trình chúng tôi là đào tạo thì hầu như từ K1 cho đến K10, thì thực chất tất cả anh em nào cũng có thể ra làm chủ được những thiết bị công nghệ, làm chủ được cái đồng hồ kỹ thuật số, và làm chủ được những cái dòng xe hư hỏng dắt vào trong trung tâm cơ sở của các anh chị. Đó, xin chào bác Nguyễn Sơn nhá. Ở đây thì tại sao mà chúng tôi muốn quả quyết như vậy? Có nghĩa là khi chúng tôi đào tạo ra, tất cả anh em học lý thuyết và các anh em đi xuống thực hành ngay những cái bài anh em hôm nay được học. Đây là cái bài số 6. Thì hôm nay anh em sẽ phải xuống đo gì? Đo những cái cảm biến, kiểm tra linh kiện cảm biến. Thứ nhất là trên đồng hồ kỹ thuật số. Và thứ hai là anh em đo kiểm trực tiếp qua gì? Qua thiết bị chuẩn đoán Motoken.
Đây, và khi đến quy trình mà chúng tôi làm đến vấn đề Smoky thì chúng tôi đã phải trang bị rất là nhiều thiết bị Easyki chuyên làm khóa Smoky, đồng bộ đọc key, và thêm đó là hiệu chỉnh audio thì chúng ta sẽ kèm một cái phụ kiện đó là Moto Box. Và về sau này thì cũng xin thưa nếu anh em nào đương sử dụng Moto Box có thêm được một cái phụ kiện Moto Box thì về sau này các anh em sẽ biết được cái khủng khiếp của nó. Có nghĩa là giữa thiết bị chuẩn đoán Motoken 7 và được kết nối và kiểm tra lỗi để những cái con ECM bị đường bị như không đánh lửa, không phun xăng, thì được qua một cái thiết bị kết nối giữa Motoken và Moto Box thì sẽ cho các bạn biết được cái trên cái con MOSFET nào đó đường lỗi gì, và sẽ cho vị trí cho các bạn có thể mổ thay con MOSFET. Con MOSFET đây là mã bao nhiêu, số bao nhiêu thì đã có đầy đủ trong gì phần mềm Motorata để kết hợp với cả phần mềm những cái ứng dụng công nghệ hiện nay. Thì sắp tới thì anh em nào đường có mà sử dụng Moto Box thì các bạn có thể gửi vào cho chúng mình để nâng cấp ngay lên là Moto Box là 2.0 nha anh em, lưu ý. Thì hiện nay thì Moto Box là 1.8 và Moto Box thì nâng cấp là hoàn toàn miễn phí cho tất cả anh em chứ không có mất phí nha anh em, lưu ý. Và đặc biệt những dòng xe, dòng máy như là Motoken 6.3, 5.8 và là tất cả những cái thiết bị nào trên gọi là chưa đến trên 10 năm thì có thể là không, có thể là các bạn mua cái máy mới nhưng mà cứ dưới 10 năm thì các bạn có thể nâng cấp được hết. Tại vì thiết bị thì sản xuất tại cho nước từ công ty DTDoto thì các bạn cứ an tâm về trong tất cả mọi cái những thiết bị của các bạn có bị trục trặc gì, như là trục trặc ngoài ý muốn, như các bạn bị rơi rớt xuống nước thì cũng đều có những linh kiện để thay thế. Vì sao? Vì thiết bị sản xuất trong nước thì sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đó của anh em. Và đặc biệt thêm nữa là thiết bị có thể là cập nhật và nâng cấp liên tục nếu có những cái công nghệ mới của những dòng xe mới. Vì sao? Vì chúng ta không cần phải mua và thay thế cái máy nữa, và chúng ta sẽ được cập nhật liên tục, và thời gian thì cập nhật cho các bạn thì rất là nhanh. Ở đây thì cho anh em nhìn sự tổng thể của trung tâm. Rồi, xin chào bác Nguyễn Sơn nha, xin chào Xeo Chắc nha, xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Nên là tại vì sao mà chúng tôi đã nói đây thì anh em đã thấy là tất cả những thiết bị để trong quá trình đào tạo với tất cả anh em, không phải là chúng tôi để tôi đưa ra cái thiết bị để bán cho anh em, nhưng mà trong quá trình anh em đào tạo cũng phải thì các bạn cũng phải trải nghiệm được gì qua thiết bị chuẩn đoán thì các bạn mới làm gì, mới có thể làm quen được tất cả những cái công nghệ hiện nay. Vì công nghệ hiện nay thì anh em làm nghề thì cũng không thể nào thiếu được cái công cụ đó, vì công cụ đó là hỗ trợ cho các anh em sửa chữa một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Tại sao có người có thể làm và lấy tiền được mà tại sao bạn không lấy tiền được? Vì bạn thiếu đi những cái công cụ, những cái thiết bị. Có nhiều anh em nói một cái câu mà mình thấy nó rất là buồn cười. À, con người ra làm ra thiết bị thì đúng rồi, nhưng mà tại sao, à thế là họ đường so sánh là gì? Con người làm ra thiết bị thì chúng ta không cần phải thiết bị, chúng ta chỉ cần làm bằng kinh nghiệm mà thôi. Mình phải gì? Các bạn hiện nay anh em, các anh em phải, một người luôn luôn phát triển là họ sẽ sắm tất cả những cái thiết bị. Thiết bị là để phục vụ cái công việc của các bạn. Nhưng nếu chúng ta không có thiết bị thì các bạn không thể nào giải quyết được cái công việc đó. Đó là một cái điều chính xác nhất hiện nay. Rồi, xin cảm ơn. À, vâng, thôi xin chào tất cả anh em. Thì trên đây là chúng tôi đã có tất cả những cái công cụ để hỗ trợ trong quá trình đào tạo. Không thiếu một cái gì, những công nghệ gì mới nhất là chúng tôi cũng phải đều phải đầu tư.
nhiều khi có anh em nói ôi giời ơi học làm gì, có nghĩa là cái kiến thức hiện nay con em chúng ta cũng phải học rất là nhiều, nếu chúng ta không học thì chúng ta sẽ thua bạn thua bè. Nếu chúng ta chẳng qua là những cái thời điểm là ở đây là gì, các anh em hiện nay đương coi, vì anh em chưa có điều kiện, chưa sắp xếp được thời gian để đi học, chứ không nói đến vấn đề là tiền. Cái quan trọng nhất là các bạn bỏ ra 10 ngày các bạn phải đạt gì, đạt được cái mục đích, đạt được cái hiệu quả, đó mới gọi là cái quan trọng nhất. Chứ tiền ai cũng là điều quan trọng nhất, nhưng các bạn, cái thời gian cho bạn, đó mới gọi là cái quan trọng nhất, chứ không phải là vì tiền nha anh em, lưu ý. Một khóa chỗ mình thì là 5 triệu em ơi. Cái khóa của mình là 5 triệu thì thứ nhất là tài liệu hoàn toàn miễn phí cho anh em. Áo trung tâm và chứng chỉ và vào một lớp online, và mình sẽ hỗ trợ cho tất cả anh em mọi lúc mọi nơi. Có nghĩa ở đây là những cái vấn đề anh em gặp phải mà không giải quyết được thì mình cũng đều phải hỗ trợ toàn thể cho anh em. Ok, đây thì cái khóa này thì nó đã vào ngày thứ tư đấy em ơi. Em chắc phải đợi cái khóa sau thì em cứ coi vào trong cái chỗ mà cái bài mà anh đã đăng lên để cái thời gian học đấy, thì em coi là học ban tối hoặc là học ban ngày thì em có thể được chuẩn bị trước. Có thể là em gửi cho anh cái số tài liệu, cái số điện thoại và địa chỉ của em, thì sẽ có nhân viên sẽ gửi những cái tài liệu về để em tham khảo. Thì không, nói chung là anh cũng ít nhậu lắm, nhậu không có được. Ở đây thì đặc biệt là những anh em từ ở miền Bắc vào thì cũng mình cũng hỏi rồi, nếu anh em có nhu cầu thì ở trong tại khách sạn thì họ cũng có những người đấm lưng xoa bóp gì đấy, mình cũng không biết. Ở đây thì thật đông vui, có cái điều là anh em đi đến với trung tâm, đó là anh em đã kiểm tra trên tất cả những cái thời gian chúng tôi đào tạo, và thứ hai nữa là trang thiết bị, vì hiện nay cũng rất là nhiều anh em cũng tự động đi tới và họ cũng tham khảo hết chỗ này chỗ kia, chứ không phải đùng một cái họ đến trung tâm của chúng tôi như anh em đã thấy rồi. Có nghĩa là anh em cũng đến tham khảo hết chỗ này chỗ kia, coi quy trình dạy ra sao, và thứ hai nữa là có chuyên nghiệp hay không, có nhiều xe hay không, rồi vấn đề lại kiểm tra test ngay qua những gì, những người đào tạo xem có kiến thức thực sự hay không. Ở đây cái điều chúng tôi đường muốn nói là gì, người thực việc thực, bản thân như tôi với cả anh Tân cũng vậy, cũng hàng ngày phải làm việc, cũng làm nghề giống như tất cả các bạn, để gì đi, khi đi đến với đào tạo thì chúng tôi sẽ chia sẻ với tất cả các anh em bằng những cái kiến thức hàng ngày chúng tôi đương phải làm, đương phải gì, đương phải thực tế ở ngoài xã hội, vì những cái xe của khách hàng. Sao anh? Mô tô đợi. Rồi, vô được rồi đúng không? Rồi, cái này để chút xíu em cài đặt cho, phần mềm cho. Rồi, chào chú Ngọc Lưu nhá. Hôm qua là phải, bữa nào phải trả lại tiền cho anh á. Có mỗi cái đèn để kích hoạt cái vision trên cái lúng khóa thôi mà cứ học là cái đấy là ít làm quá, đâm ra là quên, lần sau là em phải chính xác hơn. Nếu mà em học ban ngày là như anh em hiện nay đương làm này, học là 10 ngày anh em nhé, 10 ngày không nghỉ ngày nào, học từ 8 giờ cho đến 6 giờ tối, có thể lên đến 7 giờ tối, 8 giờ tối. Quan trọng nhất là cái vấn đề ở anh em học không phải là vì thời gian, mà cái điều quan trọng nhất là gì, học và phải hiểu để anh em thực hành. Cái thời gian mà lâu nhất là anh em thực hành á, nếu mà có vấn đề á, là anh em sẽ thực hành lâu hơn em ạ. Mười ngày liên tiếp nha em ạ. Đây là cái cuốn tài liệu tại trung tâm, đây là cái tài liệu mà khi gửi về cho anh em, đó là trắng đen. Tài liệu thì những anh em có nhu cầu thì chúng tôi vẫn in và giúp cho anh em. Đây là tài liệu màu.
vì tài liệu của trung tâm không phải là giống như anh em đương hỏi, là như một số anh em ở đây hỏi là anh ơi có cái tài liệu mà có chân, cái chân ECM hay không á. À, và tôi cũng nói rõ luôn để cho anh em thấy rõ hơn về phần mềm Motorata. À, nếu mà các anh em mà cứ mua tài liệu như vậy thì rất là khó khăn. Còn bao nhiêu là các bạn sẽ có gì trong phần mềm Motorata sẽ hỗ trợ cho các bạn đầy đủ tính năng mà chỉ vỏn vẹn trong gì, trong cái smartphone của các bạn mà thôi. Và tôi sẽ cùng các bạn này. Đây anh em lưu ý này. Và mình cũng hôm nay mình cũng đương cài đặt cho rất là nhiều anh em trong học viên. Thì phần mềm nó chỉ có giao diện đấy chút xíu thôi này các bạn này. Và anh em sẽ trải nghiệm nhé. Đây, làm gì mà các anh em phải mua làm gì những cái tài liệu trôi nổi trên thị trường. Nếu tài liệu dạy học thì còn ok. Như tài liệu này này. Thì đây là giải tài liệu chuyên hệ thống phun xăng điện tử, có nghĩa là từ căn bản cho đến chuyên sâu. Mình học là để hiểu. Còn những cái mà chân này chân kia rồi ban bệnh này ban bệnh kia thì các bạn cũng không cần thiết. Các bạn vào đây, phần mềm Motorata. Trên đây thì sẽ có nè, đây là video, có những cái video YouTube. Thì các bạn sẽ bấm tích vào đây để các bạn coi những cái video của những cái giới thiệu về thiết bị chuẩn đoán Motoken. Đây là tài liệu. Tài liệu là sơ đồ khối. Đây có nhất là 5-6 dòng xe. Và đặc biệt là ở đây, vào các bạn vào chỗ tra cứu, vào cái chỗ trấu tròn này này là tra cứu. Đây thì để cho các bạn này Honda, và tôi sẽ hôm nay đưa cho các bạn thấy nó rõ hơn về phần mềm Motorata. Đây là 2010 update. Đây, trên đây này nhiều như các bạn đã thấy rồi. Đây là tra cứu mã lỗi, audio, Simki xác định bằng camera trên thiết bị chuẩn đoán Motoken. Đây là tra cứu chân ECM này. Đây các bạn bấm vào. Đây thì trên sơ đồ đã nói rõ cho anh em đây. Đây để tôi rõ này. Rắc 33 chân bên ECM. Đây là cái chân này là chân ECM nha anh em, lưu ý nha, chứ không phải là dây của bên cái rắc dây điện của mình. Nếu anh em không biết thì người ta đã chỉ là từ số 1 cho đến số 11 thì các bạn sẽ nhìn để đối chiếu mới rắc. Bây giờ các bạn không biết là dây đấy là dây gì thì anh em chỉ bấm vào đây. Đây. Nhưng mà anh em lưu ý, cái này là phải mình phải có gì? Có tín, gọi là có được cái đường truyền internet thì các anh em mới coi được nhá. Thì đây là chân âm nguồn ổn định của các cảm biến. Nhưng mà bây giờ mình cũng chả biết là nếu chân âm nguồn của các cảm biến mình cũng đâu biết là màu dây là gì đâu, đúng không? Thì dưới đây, chân số 4, dây dẫn điện màu xanh lá, cây sọc cam. Đây là một cái phần mềm nó cực kỳ tối ưu cho anh em. Và tôi bấm thử vào cái chân này đại đi. Đây, chân điều khiển relay chính. Chân điều khiển relay chính này. Nhưng mà bây giờ anh em chả biết là dây màu gì. Và chúng ta đi xuống dưới đây. Dây chân số 7 nha các bạn. Chân số 7 này, dây dẫn điện màu trắng sọc đen. Đấy thì anh em có cần phải mua những tài liệu không? Cần phải mua tài liệu hay không? Bạn cứ để làm công kênh. Tại sao chúng ta không sử dụng trên gì? Trên phần mềm Motorata đã có một gì? Nó nhỏ gọn, tích hợp vào trong chính cái smartphone của các bạn. Các bạn cần gì phải mua những cái tài liệu? Cần gì phải mua những cái chân ECM? Sao mà nó khó thiệt? Có nghĩa là chẳng nhẽ mỗi một năm các bạn phải mua các dòng xe. Vì mỗi một năm nó phát triển xe công nghệ mới. Mà ngay như những người copy ra để ghi có chính xác hay không? Đấy là một cái điều rất là khó cho tất cả anh em. Nên là các bạn cũng phải sáng suốt đôi chút. Có nghĩa chúng ta cần phải đi đến những cái phần mềm nào đó để chúng ta check cứu. Thì chúng ta sẽ đỡ bị mất tiền mà tốn thời gian. Đấy là cái điều quan trọng nhất hiện nay, là anh em phải sử dụng phần mềm trong một cách chính xác nhất. Rồi, xin chào anh em nhé. Chúc anh em một ngày làm việc luôn luôn vui vẻ và thành công.